nhiệt tình khổ hết sức vậy đó. Nó hứa đưa tiền nhà cho mình đợi cái trốn mất tiêu à. Làm sao mà kiếm được kịp người đắp vô cái phòng lấy sở hữu đây. Lận đận dễ sợ luôn đó. Hả? Chú ba. Ai đây? Con Tèo nè. Tèo. Giang ra mày. Đâu quen mày đâu ôm tao. Trời, chú ba quên con rồi hả? Không phải là quên mà là không có nhớ. Trời ơi, con là con út của ông Ba Tứ, là của ông Tèo, ông Năm, bà Bảy, thiếp ông cô cậu gần nhà đó. Thế hả? Dạ, chú ba quên con rồi hả? Không phải quên nhưng mà nhớ mang máng thấy cái mặt quen quen. Dạ. Rồi tới đây chi đây? Thì bà con với chú nè, phải đến đây nè. Thì chú biết là có bà con nhưng mà tới đây làm gì? À, chuyện là vậy. Con thấy chú ba treo cái bảng ngoài á. À! Con còn không? Vô kịp ở được lộn ghẹn. Không phải chú ba, chú ba. Con kịp. Chú ba đừng làm vậy, con ngại quá. Chứ sao ngại? Con ở ké. Cái gì? Con ở ké. Vậy là tới đây ở ké hả? Dạ. Dạ. Gì vậy chú ba? Đi về giùm tôi luôn. Lạnh quá à. Ở đâu vô đây ở ké? Thì con kính xin chú ba cho con ở ké vài ngày thôi. Thôi không có được. Nhà của chú là xã hội, mỗi ngày là tiền phải có vô, mỗi ngày không có chuyện ở ké. Thôi đi về. Chú ba, chú gì cũng bà con mà chú ba. Không lẽ gì mà chú ba đối xử với con vậy sao? Cũng bà con với chú ba mà. Khổ quá Tèo ơi, không lẽ bây giờ ai bà con xa lại cũng ở nhà chú rồi. Chú tiền đâu, chú đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Khổ quá, thôi đi về chú đi. Không được đâu chú ba, cho con xin vài bữa thôi. Con ở đây vài bữa con làm. Không có được. Con hứa với chú ba là bây giờ con không có tiền, nhưng mà con sẽ làm bộ xin cho chú ba một ngày. Con rửa chén 8 lần, giặt đồ 15 lần, con đi tắm 37 lần. Thôi. Nghĩ sao mà ngày rửa chén 8 lần. Dạ. Thấy chú không? Sao chú ba? Râu chú là chú đâu dám cạo. Không biết. Mặt chú đâu rửa đâu. Có bữa ghèn đóng cục mắt mở lên luôn á. Cái miệng chú cả tháng chú có đánh răng đâu. Tiết kiệm dữ lắm, không có dám xài nước đâu. Thôi về giùm chú đi. Thôi chú ba cho con xin vài bữa đi mà. Có người thuê nhà để chú ra chú đón khách. Để ra con đi theo phụ chú ba. Chủ nhà trọ xin kính chào quý khách. Chủ nhà trọ xin kính chào quý khách. Chủ nhà trọ xin kính chào quý khách. Trời ơi trời, cái này con người hay là robot vậy? Con người. Tại sao vào nhà không bấm chuông mà lại đi gõ cửa? Kiếm hoài không ra cái chuông. À quên, chuông chỉ nằm trong ý tưởng chưa thực hiện được. Trời ơi, cái cách nói chuyện này quen sao đâu ta? Quen không? Nếu mà tém bớt hàm râu á là nhận ra người quen cũ đó. Vậy hả? Trời ơi, cái cách nói nham nhở này không lẫn vô đâu được. Anh Thư. Đúng rồi, tôi là Thư. Ai đây? Em là Huệ. Huệ. Anh Thư. Huệ nào? Không nhớ. Trời ơi, tưởng nhận ra em liền chứ. Huệ tiên nữ. Huệ tiên nữ. Chú, cái này mà tiên nữ gì chú? Cái này quýnh cái đèn đập thẳng ở trong mặt là tiên nữ là tiên nữ. Mà tiên nữ này xấu lắm đó chú. Vô duyên quá. À vậy kỳ quá. Đây là người xưa của chú. Anh nhận ra em không? Huệ tiên nữ. Anh Thơ. Anh có còn nhớ Một ngày yêu nhau. Vậy có nhớ là một ngày để sống không? Ôm nhau nữa là ngày mai chết ngắt đó. Ba Huệ phải không? Dạ, con chào bác. Con nghe Huệ nhắc bác nhiều lắm, bây giờ con mới gặp. Hình như bác bây giờ bác trẻ hơn ngày xưa đúng không? À nhưng mà ngộ quá, cách đây 3 năm có nghe bác đã qua đời rồi. Mà sao giờ bác vẫn còn đứng đây? À thì ra đó là tin đồn thất thiệt, mấy đứa này thiệt tình à. Dạ, chào bác. Chồng của Huệ. Chồng em. Oh, nice to meet you. Khỏi đi. Mọi người vô nhà chơi. Dạ, dạ. Vô nhà chơi. Vô con. Dạ. Ủa, chồng Huệ đâu? Đứng ngoài kìa. Bác, xách vali vô nhà. Dạ. Vui à, ở bển người ta lặt rau như vậy nè, tại vì rau mắc lắm, rau mua bằng tiền đô á, cho nên mới lặt như vậy nè. Ở bển ta ăn vậy á, còn ở Việt Nam mình nó vậy là để dành cho bò ăn. Hiểu chưa? Đó, ở Việt Nam người ta lặt rau lặt như đây nè, nhỏ nhắn xinh xắn vậy thôi.
làm gì vậy? Khỏi ăn đi, khỏi ăn đi. Không làm gì. Ông làm gì? Hai chú ơi, hồi nãy giờ hai chú cứ dành qua dành lại 2 tiếng đồng hồ, con đói bụng lắm á. Đói bụng cạn mày. Mày lấy chim mày nói á, ở bển ăn sáng là ăn tối, còn ăn tối là dành cho sáng hôm sau. Bây giờ trưa tối ráng nhịn đi con. Không cho mày. Vậy hoài luôn hả trời? Vậy á, thương cho không cho mày ăn luôn. Bây giờ không cho tôi ăn gà phải không? Không cho. Tôi ăn trứng. Không cho ăn trứng luôn. Ăn ra, không cho ra. Nhà ông cũng khỏi ăn tôi luôn đi. Nghĩ sao ông quỳ cấm tôi ăn thịt mà. Khỏi luôn. Khỏi luôn. Không làm gì. Khỏi ăn đi. Khỏi ăn đi. Thôi tôi để vậy hoài nè. Tôi để vậy luôn à. Ai đó biết liền. Thôi. Em đói. Trời đói cậy em. Trời tới đây. Gấp đường rồi. Khỏi ăn rồi luôn. Trời ơi. Giống như con nít vậy à. Không cho ông ăn. Ông cũng khỏi ăn với tôi luôn. Chắc ông ăn được với tôi à. Chắc ông ăn ngon miệng với tôi à. Chắc ăn của ông qua ăn ngon à. Chắc tôi cho ông ăn à. Hai ông ăn hả? Để đây cho nó ăn. Ăn đi con. Ông khỏi ăn luôn đi. Ăn cơm không nè. Mời con. Thằng kia chưa được ăn mày. Đói quá. Đói gì đói. Người lớn chưa được ăn là con nít chưa được ăn. Không được ăn. Để im đó, mày tin không? Mày tin không? Mày tin là gắp miếng thịt tao phóng một cái là nó ghim vô mặt mày không? Trời của nó ăn nè. Nó hổng dễ sợ. Khỏi cho ông ăn cơm luôn. Chắc ông ăn được với tôi à? Ông cũng ăn được với tôi à? Ông cho ăn. Không cho ăn. Khỏi. Bị gì vậy con? Con bị gì vậy? Con mình đau bụng quá. Đó, ông ai ông có dằn dần cái thằng nhỏ con được ăn nó bị đau bụng rồi kìa. Tại ông bỏ cái gì vô trong đó định thuốc thôi. Nhỏ ăn là nhỏ đau bụng nè, đúng không? Tại ông á, ông hại cháu tôi nè. Thôi đi, thằng nhỏ bị vậy mà còn cãi nhau nữa. Hai chú đừng có cãi nữa. Alo bác sĩ đi. Điện thoại. Có. Gọi tôi đi. Điện thoại tôi hết tiền rồi. Alo, bác sĩ ơi. Chuyện là gì nè bác sĩ, bữa ở nhà có hai ông chú cũng cãi lộn. Mà cả em thì em ngồi chung bàn ăn đó. Mà cả ngày em không ăn gì hết đó. Cái hai ông cái nó qua nó lại 2 tiếng đồng hồ mà em không ăn được gì á. Hồi cái em lỡ em lén em ăn miếng em bỏ vô miệng cái xong cái vừa ăn vô nó đau quá bác sĩ. Nó đau bụng quá trời luôn, mà cái cảm giác nó khó chịu lắm. Nó đau bụng quá trời, em chạy tới đây liền mà nó vừa trên đường chạy đây nó than tiếng luôn. Từ trước đến giờ anh có bị vậy lần nào không hay là đây lần đầu tiên? Chưa, đây là lần đầu tiên. Mà lúc anh chờ 2 tiếng thì chắc là đói bụng dữ lắm phải không? Đói lắm, tại cả ngày sáng em đâu có ăn gì đâu mà gặp ham lắm, chửi lộn nó chết luôn. Trời đó đói, xin ăn mà họ chú dữ quá, nó là người lớn chưa ăn thì con nít không được ăn. Nó ngồi đợi hai ông cãi nhau, hồi nó xỉu cái đùng đùng. Đau quá bác sĩ. Bác sĩ ơi, cái trường hợp đó là mình bị đau dạ dày hả bác sĩ? Đau bao tử. Đúng rồi, từ dân gian gọi là đau bao tử, nhưng mà từ chuyên môn thì tôi hay dùng là viêm dạ dày. Thì có thể là 2 yếu tố, một là anh để cho đói quá. Cái dạ dày có tiết nhiều dịch vị quá, mà dịch vị nó là axit, do đó có thể gây viêm. Thứ hai là chắc anh cũng chứng kiến cái cảnh mà hai ông chú cãi với nhau, do đó anh cũng sẽ đâm ra lo lắng, căng thẳng. Thì lại là càng là một cái nguyên nhân gây cho viêm dạ dày nữa. Ủa tính ra bây giờ nếu như mà đặt trường hợp mà một người nào đó mà họ ăn uống bình thường mà họ mình bị căng thẳng cái là cũng bị đau dạ dày luôn hả bác sĩ? Cái chuyện đó thì nó phải có thời gian. Tức là cái căng thẳng đó, cái stress đó nó phải kéo dài thì nó mới gây tổn thương cái dạ dày được. Dạ, nhưng mà thằng cháu này tự nhiên đùng cái nó đau như vậy là không biết trước đây có triệu chứng gì không con? Không, nãy nó rồi. Không có triệu chứng gì hết, đùng cái bị thì làm sao mình kiểm soát được là trong người mình có bị viêm dạ dày hay không hả bác sĩ? Thì khi anh đến đây thì nếu mà anh khai như vậy thì tôi sẽ cho chỉ định anh đi nội soi dạ dày. Thì khi nội soi như vậy sẽ biết chắc rằng anh có bị hay không. Có viêm, có loét dạ dày hay không. Đồng thời là xem coi nó có con nhiễm con vi khuẩn HP hay không. Nếu mà bị nhiễm con vi khuẩn HP đó là mình sẽ bị như thế nào anh chị? Cái con vi khuẩn đó thì nó cũng sẽ gây những triệu chứng của viêm dạ dày thôi. Quan trọng là nếu có cái con vi khuẩn đó thì cái điều trị của chúng ta sẽ khác. Còn nếu không có nó thì chúng ta sẽ điều trị khác. Như nãy bác sĩ nói là nguyên nhân chỉ có 2 vấn đề là mình ăn uống thất thường và mình bị stress lo lắng thì đang nói trong cái tình huống anh nói ra thôi chứ thật sự là nó còn rất nhiều nguyên nhân khác. Thì đó em muốn hỏi thêm là nhiều nguyên nhân khác là ví dụ như là anh hay hút thuốc nhiều là một nguyên nhân rất là. Ủa bác sĩ hút thuốc nó vô phổi mà sao nó xuống bao tử luôn bác sĩ? Khi chúng ta ăn uống, chúng ta nói chuyện, chúng ta hát hò hay gì tất cả thì hơi nó ngoài cái chuyện nó vào phổi thì nó cũng đều đi xuống ruột.
Ngạc nhiên quá, lần đầu tiên em nghe chuyện này luôn á. Hút thuốc mà ảnh hưởng đến viêm dạ dày á. Thiệt đúng luôn rồi. Lần đầu tiên nghe. Thứ hai là có thể là chế độ ăn uống, giờ giấc sinh hoạt. Thứ ba là căng thẳng, stress như hồi nãy tôi nói. Nhưng mà thứ tư là nhiều dùng những cái chất kích thích như rượu bia. Dạ, như là cho em hỏi cái, tại vì em có một người bạn mà không ít uống rượu bia lắm, mà thật sự ra là em thấy cái người bạn đó cũng ăn uống chế độ cũng kỹ mà cũng bị bao tử. Đương nhiên có những cái mà mình không tìm hiểu hết được trong cuộc sống, không phải căng thẳng của gia đình mà căng thẳng của công việc, căng thẳng của những cái môi trường sống, những mối quan hệ bên ngoài với họ thì mình không biết hết được để xem coi họ thực sự là nguyên nhân gì. Thứ hai là còn một cái yếu tố nữa, yếu tố gia đình. Tức là yếu tố gia đình, tức là gia đình có những cái bệnh lý về viêm dạ dày hoặc là viêm teo, viêm mãn tính thì cái người thân họ cũng sẽ có những cái yếu tố nguy cơ. Ủa, di truyền hả bác sĩ? Không phải là di truyền. Nó chỉ là yếu tố nguy cơ, tức là xác suất cái người đó bị những cái bệnh lý đó thì nó sẽ cao hơn so với thông thường. Nếu như mà vậy mà để phòng cái bệnh bao tử này thì thường thì em phải làm những cái như thế nào để mà em phòng ngừa? Có rất nhiều yếu tố nguy cơ để mà gây viêm dạ dày. Chúng ta thứ nhất là phải cân bằng giữa cuộc sống, môi trường làm việc với những mối quan hệ. Thì để giảm những cái căng thẳng trong công việc, giảm những cái căng thẳng ở gia đình thì đó là yếu tố rất là quan trọng. Thứ hai, ngoài ra chế độ ăn uống thì hạn chế rượu bia, hạn chế hút thuốc, không hút thuốc thì càng tốt. Dạ, cho em hỏi cái vấn đề này. Ví dụ như là mình á, mình đã bị viêm dạ dày rồi thì mình chữa trị có dứt hẳn hay không, hay là nó tái đi tái lại? Với cái điều trị hiện nay của thế giới cũng như ở Việt Nam thì viêm dạ dày điều trị dứt hẳn, nhưng nó rất dễ tái phát. Cái quan trọng là chúng ta đừng để nó tái phát. Chứ còn thuốc hiện tại bây giờ điều trị rất tốt. Do đó anh chị không phải lo lắng là cái bệnh dạ dày không điều trị được. Nhiều người cứ quan điểm là họ nói là tôi bị từ tháng này qua tháng nọ, năm nay qua năm nọ, nhưng mà không phải. Tại vì họ bị tái phát lại. Tức là sau khi điều trị dứt, họ vẫn tiếp tục có những cái thói quen không tốt. Thì để dạ dày nó dễ dàng bị viêm lại. Xin bác sĩ nhân tiện cũng cho biết là có nhiều người người ta chữa trị bằng phương pháp dân gian á, ví dụ người ta lấy chuối hột, người ta ăn, người ta chữa trị bằng những phương pháp. Phương pháp đó có đúng không ạ? Thực tế thì trong y dân gian chúng ta cũng có một số những phương pháp có thể điều trị được. Tuy nhiên cái chứng minh khoa học một cách rõ ràng thì chưa có một cái kết quả rõ ràng. Tuy nhiên thì một số người thì họ vẫn đồng ý cái chuyện là dùng bột nghệ, tại vì họ giải thích rằng là bột nghệ có thể làm tráng cái niêm mạc, gây bớt viêm, và họ điều trị vào họ uống bớt đau. Nhưng mà liều lượng như thế nào, thuốc được chế tạo như thế nào thì phải có một cái cơ sở khoa học chứng minh điều đó thì nên dùng thì nó sẽ tốt hơn. Còn hiện tại thuốc Tây y của chúng ta thì rất tốt. Vậy trong thời gian mà mình điều trị, cái việc mà ăn uống của mình á, thức ăn dạng gì thì mình nên tránh à? Như hồi nãy tôi nói, hạn chế những chất kích thích, những thứ mà giàu gia vị như là sa tế, chua, cay, chúng ta hạn chế. Nhưng mà còn ví dụ cá thịt hay là những cái thức ăn mà dạng như cứng mà khó co bóp á, thì mình có thể dùng được không? Chúng ta vẫn có thể dùng được, miễn sao là chúng ta nhai cho tốt để làm sao cho thức ăn nó mềm. Và đương nhiên cái chế độ thức ăn là phải có nhiều chất xơ thì sẽ tốt cho đường tiêu hóa hơn. Tức là vấn đề mà về ăn uống á, người ta không phải là kén các loại thức ăn. Đúng mà rồi. Là quan trọng là mình như là mình điều trị đúng theo cái biểu đồ của bác sĩ dặn. Và đúng rồi. Mình có một cuộc sống lành mạnh, không uống rượu thuốc. Chính xác. Thưa bác sĩ, còn một vấn đề này nữa. Có những người người ta bệnh thì trong thời gian điều trị thì bác sĩ dặn dò những cái cách ăn uống như thế này, rồi cuộc sống sinh hoạt như thế này, nhưng mà có thể vì một hoàn cảnh riêng hoặc là môi trường làm việc hoặc là cuộc sống cá nhân của người ta không thể theo cái biểu đồ điều trị của bác sĩ, thì cái bệnh viêm dạ dày đó nó sẽ phát triển như thế nào và nó có biến chứng nguy hiểm nhất ở vấn đề nào? Cái chuyện đó thì đương nhiên vẫn xảy ra. Mặc dù là hướng dẫn đã có, thuốc điều trị đã có, tuy nhiên cái việc tuân thủ cũng không khó khăn lắm. Chính vì vậy mà rất nhiều bệnh nhân bị biến chứng. Biến chứng có thể gặp như chúng ta thường hay nói là xuất huyết tiêu hóa, tức là chảy máu dạ dày. Thứ hai là chúng ta có thể gặp nặng hơn, có thể là gây thủng thủng dạ dày. Mà thủng dạ dày thì mình có thể cắt mở không? Thủng dạ dày thì chúng ta chỉ mổ để mà chúng ta khâu lại thôi. Chúng ta có thể là hoàn toàn làm bằng phẫu thuật nội soi. Và một cái biến chứng lâu dài, tiến triển lâu dài
đó là có thể dẫn đến ung thư ở dạ dày. Đó, cái đó mới nguy hiểm đó. Thí dụ mà bác sĩ, thí dụ mà mình lấy bao tử này mình nhắn qua bao tử khác được không thì? Hiện nay thì vấn đề y khoa, vấn đề ghép của đường tiêu hóa vẫn chưa thành công kể cả thế giới. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã tư vấn những cái thông tin hữu ích cho gia đình chúng tôi. Sau này á, bạn bè, gia đình, người thân có những vấn đề về sức khỏe, về dạ dày á, thì có thể là nhờ bác sĩ tư vấn thêm ạ. Không chỉ người thân của quý anh chị mà bất kể người nào có những triệu chứng về dạ dày thì alo bác sĩ nghe. Làm như ma vậy hết hồn à. Làm gì đứng rình rình rập rập ông Thư vậy? Hả? Nhìn đi. Rảnh quá thì đi kiếm nhà thuê đi. Kiếm chi vậy? Tự nhiên đang ở đây nè, không tốn tiền. Thuê nhà chi ở rồi, tháng nào cũng tốn tiền à. Nhưng mà ông Thư cũng đang rất hãnh diện. Hỏi thử nghĩ con nguyên cái khu này có cái phòng trọ nào mà có Việt Kiều ở không? Từ hả? Lúc mình ở đây cái xóm này nó bừng sáng luôn. Thấy không? Thiệt tình. Ê, cái gì vậy? Ai vậy? Lớn rồi chơi cái trò gì vậy nè? Ủa? Ghê quá. Cái mình lựu đạn nổ không? Nấp vô. Nấp vô, nấp vô hoài. Nấp vô, nấp vô. Lựu đạn. Gì vậy? Lựu đạn mình nổ quá trời nổ luôn. Ở đâu? Kìa. Tôi nói ai mình nổ? Tôi nói ông á. Bỏ tay ra. Ê. Tôi nói cho ông biết nha. Tại mẹ tôi dặn á, những người tứ cố vô thân, lời nói không có trọng lượng á, nên tôi mới tha thứ cho ông. Nè nè nè, ông nói ai tứ cố vô thân hả? Tôi nói ông á. Thôi mà. Ông muốn vậy hả? Trời ơi, thôi đi. Hai người đụng mặt là cãi nhau à. Khổ tâm hết sức á. Phụ nữ có chút nhan sắc khổ thiệt á. Nói chuyện hai người nữa. Hey, good morning Việt Kiều. Trời ơi, Việt Kiều, Kiều cái gì? Anh đừng có buồn bực bực mình làm gì cho ốm o gầy mòn, đau tim mỏi thận. Tôi có chiêu nè. Chiêu gì? Bây giờ đó, anh mà muốn làm cho chị để ý đó, anh phải làm cho chị ghen. Trời ơi, hồi đó giờ toàn là tôi ghen bả không, nhưng bả đâu bao giờ bả ghen tôi đâu. Nói sao vậy? Trời ơi, nhìn anh có sức hút lắm mà nha. Có không, có không? Có. Tôi có hút xuyến được miếng nào không? Có chứ, hút vô làm tôi đẩy ra đó. Trời ơi, mệt quá vậy. Đi theo tôi ra ngoài này tôi chỉ chiêu cho. Phải không? Đi đi, theo tôi. Hắn đi dẫn rồi. Mình phải tranh thủ ngôn tình thôi. Trời ơi, chồng em đi đâu vậy ta? Không lẽ tự ái đi luôn? Đi luôn càng khỏe. Tại sao? Đi luôn càng khỏe. Tại sao? Không, ý Thư nói đi bộ có lợi cho sức khỏe. Đi bộ gì mà lâu dữ vậy? Quệ à, Quệ có biết không? Khi hoàng hôn vừa phủ xuống, những đàn chim bay về tổ, những cái tim thơ giống như là hồi sinh cái cuộc sống. Khi những đàn chim bay về tổ, khi ánh bình minh vừa xuống chân đồi, vừa lúc đó là trái tim thơ thọn. Ánh bình minh đã về khắp nơi nơi, tình yêu vụt cháy. Lúc đó Thư đến bên em, nhẹ nhàng cầm đó bàn tay, nhẹ nhẹ đặt một nụ hôn. Ông làm gì vậy? Ông hề nào vậy mà ông đòi đời hôn tôi? Ăn cỏ, chú thỏ ăn cỏ. Thỏ ăn cỏ trời, riết dạo này bệnh hoạn quá nghe. Ghê không? Rau chưa luộc ăn luôn à. Em, sao? Thấy anh giống đại gia chưa? Rực rỡ chưa? Trời ơi, đi cả buổi vậy là để lấy tiền mình để dành mua vàng đeo đầy người vậy hả? Thôi phải đeo lên vậy cho nó bật lên. Chứ giống như ai kia làm gì mà có vàng mà đeo giống vậy đâu. Đeo nhiều gãy cổ con cướp với chết luôn ngày. Đâu vậy đó, dù sao cũng bật lên. Còn có người muốn bật cũng không được á. Anh, giờ ăn vàng sống luôn hả? Yên tâm đi, đại gia là tiền nó tự động nó tới, có gì đâu mà em phải lo. Tôi khỏi bận tâm cái này. Nhưng mà tôi bận tâm chuyện khác đó. Chuyện gì? Hôm bữa anh với bà Xuyến đi đâu cả buổi? Đi đâu đâu? Đừng có chối nha, tôi thấy hẹn hò hoài nha. Mệt quá. Tin vui, tin vui, tin vui. Anh ơi, có tin vui anh ơi. Tin vui sao? Ê, tôi vô hình hả?
Vô tự nhiên gọi chồng tôi, anh ơi, có tin vui. Nói tôi nè. Trời ơi, chị biết gì đâu mà nói chị. Chị gì? Đi theo tôi. Hả? Có một căn biệt thự bán giá rẻ lắm nha. Dạ. Mà anh phải mua liền. Anh mà không mua liền á là không còn đâu á. Đi. Tự nhiên hai người đi với nhau là đi sao? Đi lẹ đi. Trời ơi, đi. Cái gì vậy? Sao ngứa quá vậy? Vâng. Trời ơi. Sao vậy? Ủa sao mấy ngày nay tôi bị ngứa quá? Trời mặt ói quá. Trời ơi, cái gì? Chết rồi, ngứa quá. Chán ăn mệt mỏi nữa đúng không? Gì vậy? Mấy ngày trước hai người này đi đâu? Đó. Mắt khai ra. Bây giờ mắt ói nữa kìa. Gì vậy? Hai người hẹn hò với nhau nhiều lần xảy ra hậu quả đúng không? Anh lái máy bay này phải không? Bay gì mà máy bay, mệt quá. Hai người tu tí tại mắt ói rồi đó. Theo kinh nghiệm mấy chục năm cho thuê phòng trọ bình dân của tôi xác định rằng đây là kết quả của một tình yêu phi pháp. Trời ơi, đó thấy chưa, tôi nghi mà. Tôi mệt quá à. Nghi cái gì mà nghi? Em mà quá đáng á. Tôi chưa nói chuyện em à, với thằng cha Thư này nè. Sao? Hai người mà nói chuyện nhau lúc nào mắt long lanh lung linh. Trong cái đó hả? Tôi yêu em thiệt tình. Có bao giờ em lung linh long lanh gì không? Bây giờ nói thẳng ra luôn nè. Tôi với ông này nè, em chọn ai? Trời ơi, tôi chọn bác sĩ. Sao? Trời ơi, nó sao không? Sao mà mặt mày xanh lè vậy? Gọi bác sĩ liền. Không sao, không sao. Những cái trường hợp này để tôi. Alo. Ủa sao hôm nay có bà gì bà nói biểu nạp tiền vậy? Trời ơi, ông ơi, cái máy ông hết tiền rồi ông ơi. Alo, bác sĩ ơi. Dạ, chào bác sĩ. Bà nhìn tôi chi mà chào bà bệnh đi. Dạ. Dạ bác sĩ, là tôi bị ngứa da mà ngứa rần cả người luôn. À, là tôi không biết là tôi bị bệnh gì hả bác sĩ? Tôi nghĩ là ngứa thì chắc ở dơ bây giờ ít tắm. Nghĩ sao vậy trời, tôi là tắm mỗi ngày chứ sao. Hôm qua đến nay chị có ăn cái gì lạ không? Dạ hôm qua tôi ăn là gà rán, xong cái tôi có ăn cái hamburger, tôi uống một cái ly cappuccino. Chiều thì tôi có uống cái trà sữa trân châu. À tối về mấy đứa bạn tôi nó có rủ ăn mấy cái giò cháo quẩy với lại là ăn cái chuối chiên á. Xong cái ăn hai hộp vịt lộn. Cái khuya đi ăn có mớ hải sản, mấy ghẹ cua á, với mấy con tôm sú nướng à, đâu có ăn gì nhiều đâu. Trời đất ơi, đâu có ăn gì nhiều đâu, ăn muốn mạt ngàn ta luôn. Nên không ai dám cưới bà đó. Anh nói ăn vậy là ăn vậy là ít chứ có gì đâu mà nhiều trời. Ăn gì mà ít bác sĩ? Dạ. Ủa ăn mấy cái món đó là sao? Có gì ngứa? À thường sau khi mình ăn hải sản á thì mình có thể bị ngứa là do mình dị ứng hải sản. Thứ hai là do mình có thể mình dị ứng với những cái hóa chất mà để người ta bảo quản hải sản. Thứ ba là một số hải sản mà khi mà người ta nuôi á, người ta sẽ có dùng những cái thuốc kháng sinh và kháng viêm để giữ cho cái con vật nó khỏe mạnh. Thì mình có thể, nếu mà mình dị ứng cái thuốc kháng sinh đó và kháng viêm đó thì mình ăn vô mình có thể bị dị ứng, nó nổi mẩn ngứa và nổi những cái chấm đỏ giống như chị bị. Nghe chưa, là tôi chỉ bị nhiều khi là tôi ăn hải sản nó bị không có hợp rồi nó bị dị ứng thôi. Đúng. Mà mọi người chưa gì trơn nó súng nhau lại bàn tán nói tôi có bầu có chữa, bà bớt giùm tôi chút xíu đi chứ sao dị ứng mất gì mà tự nhiên bà cũng nôn ói thằng đồ làm phải tôi nghi là có bầu bác sĩ. Con cái mắt ói nữa là sao từ, bác sĩ? Từ qua nay á là chị ăn rất là nhiều đồ chiên xào, nhiều dầu mỡ nè, rồi những cái đồ khó tiêu. Thì cái triệu chứng đó là mình ăn vô thì cái hệ tiêu hóa mình nó không thể nào mà tiêu hóa kịp nên nó sẽ gây ra những cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa, ví dụ như là ăn khó tiêu, nặng bụng, rồi ở hơi ở chua, chướng bụng gì đó. Vậy mà tôi cứ tưởng đâu là mình bị ngứa rồi bị vậy là bị bệnh gan chứ không phải hả bác sĩ? Cái một rất là nhiều bệnh nhân đến mà hỏi tôi là một số bệnh nhân bị xơ gan á, là có phải là cái ngứa có phải là triệu chứng của xơ gan không? Dạ đúng rồi. Thì cái ngứa của chị là dị ứng, còn nếu mà cái ngứa trong cái bệnh lý xơ gan á là nó phải kèm với lại vàng da, và vàng da rất sậm thì mình mới ngứa. Không có vàng, tôi đâu có vàng đâu. Vậy là tôi là chỉ dị ứng hải sản thôi. Đúng chứ rồi, không có bị triệu chứng của chị là dị ứng hải sản thôi. Nhưng mà nếu như mình có những cái triệu chứng mà liên quan đến cái bệnh xơ gan á, thì mình có thể tự mua thuốc uống được không bác sĩ? Tại thật sự xơ gan nó là cái bệnh lý nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu mình sẽ gọi là xơ gan còn bù và giai đoạn sau là xơ gan mất bù. Chữ còn bù và mất bù ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là còn bù tức là gan đã bị xơ rồi nhưng mà chức năng gan vẫn còn, đối với cơ thể vẫn còn đầy đủ.
Còn cái giai đoạn sau là sơ gan mất bù, tức là bắt đầu là suy giảm chức năng gan rồi. Yeah. Cái giai đoạn đầu là sơ gan còn bù thì cái triệu chứng của cái bệnh sơ gan rất là mơ hồ. Ví dụ như là mệt mỏi nè, chán ăn, ăn không tiêu, tức bụng, hoặc là mình giảm cái hoạt động tình dục, giảm ham muốn tình dục. Ở nữ giới thì có thể chỉ là rối loạn kinh nguyệt thôi, nó không có đặc trưng của bệnh lý sơ gan. Đôi khi nó có cái lòng bàn tay son, tức là lòng bàn tay mình sẽ đỏ, hoặc là cái gan nó sơ, nó tiết ra những cái hóa chất nó làm cho giãn những cái mạch máu ngoài da, mình sẽ có dấu sao mạch, những cái chấm đỏ giống dấu sao mạch. Còn giai đoạn mà sơ gan mất bù á thì lúc này nó sẽ có hai cái hội chứng rất là điển hình của bệnh lý sơ gan, tức là hội chứng suy tế bào gan. Suy tế bào gan là sao? Tức là mình bệnh nhân sẽ rất là dễ chảy máu, ví dụ chị đánh răng dễ bị chảy máu, chảy máu mũi, rồi chảy máu da niêm khi mà va đập vô, rồi đi cầu ra máu. Nam giới sẽ có hiện tượng là vú to, gọi là nữ hóa tiếng vú, hoặc là phù toàn thân, hoặc là vàng da đó. Còn cái hội chứng mà tăng áp lực tới bình cửa là mình sẽ có là bán bụng, hay dân gian mà còn gọi là cổ trướng, tức là bụng to ra và ở trong có rất là nhiều nước. Yeah. Rồi có những cái mạch máu nổi trên bụng, rồi ói ra máu, hoặc là đi cầu ra máu, bị trĩ, rồi bị lách to nữa. Nếu mà khám thì mình sẽ thấy bị lách to. Lách to là bị gì? Lách to là cái lá lách mà nó to ra, lách mà to ra, thì cái này là nó sẽ làm to cái bụng bụng bên trái ra, mà chỉ cho bác sĩ khám thì mới nhận. Nhưng mà vậy thì cái đoạn đầu mà còn bù được á, là mình có trị được không? Thì nãy giờ bác sĩ nói chị, nếu mà chị đã thấy những cái triệu chứng đó thì mình phải đi khám sớm để mà mình chẩn đoán sơ gan. Dù là ở giai đoạn đầu sơ gan còn bù á, thì khi mà gan đã sơ rồi cũng không có cách nào để mà làm cho gan trở bình thường được. Chỉ có ghép gan là mới có thể mình có cái lá gan bình thường lại thôi. Còn gan đã sơ rồi thì không có cách điều trị nào mà có thể làm lành cái mô sơ được. Thì mình điều trị mục đích là gì? Mình vẫn có điều trị mục đích là làm cái sơ gan nó không có tiến triển nặng thêm và ngăn ngừa cái biến chứng của sơ gan. Thì có hai cái biến chứng mà sợ nhất của sơ gan. Thứ nhất là nó sẽ tiến triển thành ung thư gan. Thứ hai là cái sơ gan nó sẽ dẫn đến hôn mê gan và đưa đến tử vong cho bệnh nhân. Thôi yên tâm rồi, nãy giờ triệu chứng đầu tiên mà còn bù gì đó là bà không có rồi. Ta nói là chán ăn, không thích ăn, bà ăn gì vậy? Nên không có, yên tâm đi, chỉ dị ứng hải sản thôi bác sĩ ha. Ủa vậy bác sĩ, vậy có cách nào để mình phòng ngừa được cái bệnh gan giống như bác sĩ nói nãy giờ? Thì để mình phòng ngừa, đầu tiên mình phải coi cái nguyên nhân dẫn đến sơ gan. Thì ở nước Việt Nam mình thì có hai nguyên nhân chính dẫn đến sơ gan. Thứ nhất là do rượu bia, thứ hai là do viêm gan siêu vi B và C. Là còn một số nguyên nhân khác rất ít gặp, ví dụ như là sơ gan tự miễn, sơ gan do thuốc, do sỏi mật thì nó ít gặp hơn. Thì do đó mà muốn phòng ngừa và điều trị bệnh sơ gan thì mấy anh chị phải tránh những cái nguyên nhân ra. Thứ nhất là mình phải tuyệt đối gọi là hạn chế rượu bia. Thứ hai là nếu mà mình có, mình phải tầm soát kiểm tra viêm gan siêu vi B và C. Nếu có thì bắt buộc phải điều trị, không cho nó diễn tiến từ viêm gan siêu vi B dẫn đến sơ gan. Thôi hiểu rồi, chắc tôi phải đi khám liền gan, tôi sợ quá. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Nhờ bác sĩ tư vấn hôm nay vậy là yên tâm rồi. Mình biết là tôi bị dị ứng thôi, tôi biết tôi không có sao hết trơn á. Nhưng mà bớt nhậu nha. Tôi đâu có nhậu đâu mà. Cho nên dạ, cảm ơn bác sĩ. Nếu mà sau này người nhà hay bà con chồng xóm có ai mà có những cái triệu chứng vậy là nhờ bác sĩ tư vấn giùm cho người ta luôn nha bác sĩ. Đúng rồi, hai chị ở đây, hoặc là bất kỳ ai có triệu chứng liên quan tới bệnh gan á thì cứ alo bác sĩ nghe.